Gentlemen. Top 14 thí sinh xuất sắc của The Next Gentleman và bao huấn luyện viên sẽ thiết lập những đội hình mới trong tập này. Dưới sự điều hành của đạo diễn Trần Thanh Huy, các huấn luyện viên và các thí sinh sẽ thực hiện một viral clip cho nhãn hàng Bi Sài Gòn. Với hình thức one shoot, mỗi đội sẽ có 10 phút làm việc với đạo diễn Trần Thanh Huy, 10 phút tự tập luyện và 10 phút chạy đường dây tổng thể. Cụm thi chiến thắng do ban giám khảo lựa chọn sẽ giành quyền an toàn. Huấn luyện viên của cụm chiến thắng sẽ có đặc quyền bảo vệ các thí sinh của mình trong đội hình chính thức an toàn trong tập này. Vì khó khăn nhất mà cái clip này nó thành công cho nên là hãng xin được đánh giá. Với ba team thì mình nghĩ là mình đánh giá cao team của... Và cũng chính vì vậy, nếu mà cân đo đong đếm trên cái số lượng làm tốt và số lượng lỗi thì tiến bộ. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với The Next Gentleman. Và như tất cả quý vị đều thấy thì đến với The Next Gentleman, chúng tôi mang đến cho thí sinh mình vô vàn những cái trải nghiệm khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại sân thượng của một trong những khách sạn đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các huấn luyện viên khi đến với chương trình thì đều mang một cái tâm niệm vì cái chung, tìm ra thí sinh tốt nhất cho chương trình. Hôm nay chúng tôi mang đến một thử thách hoàn toàn mới cho các huấn luyện viên, đó là các huấn luyện viên sẽ phải huấn luyện những thí sinh có thể không phải là thí sinh của team mình. Nghe tới cái thông tin này thì chị Xuân Lan sẽ nghĩ sao ạ? Đây là câu chuyện bình thường mà, các bạn đều là thí sinh, các bạn đến đây để các bạn học huấn luyện viên trong đội của mình là câu chuyện bình thường. Nhưng mà học huấn luyện viên khác thì xem các bạn có tiếp nhận được hay không, huấn luyện viên có tâm hay không, thì trong tập này chúng ta sẽ biết ai là người có tâm nhất. Tiếng tạm gọi huấn luyện viên của đội khác là huấn luyện viên đối thủ đi. Theo chị Hà Anh thì nếu như các thí sinh học với một huấn luyện viên đối thủ, chị nghĩ là các thí sinh sẽ có cảm giác như thế nào và điều đó có giúp ích được cho các thí sinh hay không? Hà Anh hy vọng rằng là các bạn không bị ảnh hưởng bởi những cái tinh thần cạnh tranh đối thủ đó. Khi mà đi ra ngoài đời, rất là nhiều lần sẽ phải làm việc với những người chưa chắc là mình đã yêu thích. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn luôn luôn phải giữ cái phong thái chuyên nghiệp. Thì anh nghĩ đây cũng là một cái thử thách của cái tinh thần, một cái sự rèn luyện đối với cả một gentleman. Thế cho nên là hai anh cảm thấy thoải mái cho các thí sinh của mình có cái sự trải nghiệm này. Các thí sinh ở trong chương trình, cho dù ở team nào đi chăng nữa, thì sau khi ra làm nghề chắc chắn sẽ ít nhất một lần các thí sinh sẽ phải làm việc như tư cách một đồng nghiệp với bất kỳ một huấn luyện viên nào ở đây. Cái việc mà chúng ta pha trộn như thế cũng sẽ tạo cho thí sinh được cái sự tương tác tốt với những huấn luyện viên có thể không phải là của mình. Vậy thì Hương Giang nghĩ sao về sự thắng thua trong cái thử thách lần này? Cái việc của mình huấn luyện thí sinh nào, Giang thấy cũng không phải là một cái điều khó khăn, nhưng mà Giang rất là tò mò rằng là cái cách loại trừ như thế nào để huấn luyện viên đó và có thể bảo vệ được các cái thí sinh của mình, những cái thí sinh thuộc đội của mình ngày hôm nay, và bảo vệ những cái thí sinh chính thức, thì Giang cần anh Tiến giải thích rõ hơn. 14 thí sinh được chia thành 3 cụm khác nhau và các thí sinh sẽ được rút thăm ngẫu nhiên để trộn lộn xộn vào 3 cụm này. Sau đó các huấn luyện viên của mình sẽ được rút thăm xem là huấn luyện viên nào sẽ huấn luyện cụm nào. Vậy thì cái kết quả cuối cùng, khi cụm nào chiến thắng, tất cả các thí sinh trong cụm đó sẽ an toàn. Huấn luyện viên của cụm chiến thắng được một cái lợi thế, đó là tất cả các thí sinh của team mình sẽ cũng được an toàn. Chúng ta sẽ có một cái động lực chung, đó là tất cả thí sinh trong cùng một cụm phải cố gắng vì chính mình, và huấn luyện viên cũng sẽ có cái động lực để chiến thắng, bởi vì khi huấn luyện viên chiến thắng, huấn luyện viên sẽ có thể bảo vệ được những đứa con của mình ở các cụm khác. Để giao thử thách cũng như ra đề bài cho tất cả các huấn luyện viên, Tiến xin được giới thiệu đạo diễn Trần Thanh Huy. Xin chào anh Huy, anh có thể chia sẻ với các huấn luyện viên về cái thử thách lần này được không ạ? Đầu tiên thì mình sẽ nói về nội dung. Các bạn sẽ phải cùng nhau để phối hợp cùng với những diễn viên khác, phối hợp với lại ekip của mình để tạo nên một cái sản phẩm thật là tốt. Đợt này mình sẽ quay one shot một cái cú máy, và đó là một sự kết hợp của 3 đội cùng với nhau với 14 thí sinh. Thì mình muốn nói về một chút xíu về tiêu chí. Có 3 cái tiêu chí. Đầu tiên phối hợp giữa các diễn viên cùng với nhau, giữa diễn viên thứ nhất, diễn viên thứ hai, diễn viên thứ ba, diễn viên thứ tư. Nếu mà chúng ta không làm được, ví dụ như thứ tư hoặc là thứ năm làm không được, chúng ta phải quay lại làm lại đầu. Yêu cầu số 2 của mình là mình nói về diễn xuất, cũng giống như là về mặt hành động, cũng giống như là thần thái của gương mặt nó như thế nào để nó hiện được cái nhân vật thể hiện ở trong cái video clip này. Ba, khi mà chúng ta làm diễn viên thì không phải là chúng ta chỉ có tập trung chăm chăm vào cái chuyện diễn viên, mà chúng ta cần có một sự phối hợp rất kỹ lưỡng giữa người diễn viên và ekip, đặc biệt là với máy quay. Thì mình có 3 tiêu chí chấm điểm cho các bạn thí sinh đợt này. Đây là một luật chơi hoàn toàn mới lạ đối với format truyền hình thực tế tại Việt Nam, và rất vinh dự khi đồng hành với thử thách lần này của chúng ta chính là nhãn hàng Bia Sài Gòn. Xin cảm ơn đạo diễn Trần Thanh Huy và xin gặp lại anh ở phần thử thách chính. Dạ, cảm ơn anh. Xin chào mừng top 14 thí sinh xuất sắc nhất của The Next Gentleman, quý ông Hoàng Mỹ. Các bạn sẽ đón nhận một cái thử thách mới, đó chính là quay viral clip cùng với nhãn hàng Bia Sài Gòn. Lựa chọn số phận của mình với một con số. Những con số này sẽ giúp chúng tôi chia các bạn thành 3 cụm thí sinh khác nhau và sẽ đón nhận sự huấn luyện của một huấn luyện viên mới. Tôi sẽ lần lượt đọc các số thứ tự được chia thành 3 cụm khác nhau, và các bạn sẽ tiến lên phía trước theo 3 cụm này.
Cụm thứ nhất sẽ là số 1 đến số 5. Xin mời các bạn. Wow, đầy đủ các thành viên từ 3 đội. Cụm số 2 sẽ bắt đầu từ số 6 đến số 9. Xin mời các bạn tiến lên phía trước. Cũng có đầy đủ 3 đội. Yeah. Trời ơi, em căng quá. Yeah, và tất nhiên là 5 bạn còn lại sẽ là cụm số 3. Wow. Và trước khi tôi cho các huấn luyện viên rút thăm để biết là mình sẽ huấn luyện cụm nào, không biết là các huấn luyện viên nghĩ gì về cái số phận của các bạn trong các cụm mới nha. Xin mời huấn luyện viên Hương Giang. Rất là bất ngờ. Thì em cũng nghĩ là đâu đó vẫn sẽ có một cái khả năng là các bạn trong cùng một team sẽ bốc được cùng một cái nhóm. Cuộc sống là có quá nhiều những cái thứ mà nó hay ho. Cả ba team là đầy đủ cả ba đội. Người ta có thể nhìn thấy là thí sinh của team Hà Anh và thí sinh của team Xuân Lan sẽ được huấn luyện viên Hương Giang huấn luyện như thế nào trong cùng một thời điểm. Là điều này nó sẽ làm cho cái cuộc chơi chúng ta hấp dẫn hơn rất rất là nhiều. Các bạn yên tâm, cho dù là câu chuyện của các mentor với nhau như thế nào, nhưng với chị các bạn đều là thí sinh, và ngày hôm nay bắt buộc các bạn đều phải hoàn thiện hết sức mình thì mới là cái người giúp cho huấn luyện viên của các bạn ngày hôm nay chiến thắng. Không có câu chuyện khoảng cách gì ở đây hết. Chị muốn các bạn buông hết, cho dù ai ở team nào, buông hết, học lại với lại một người thầy mới. Và ngày hôm nay chúc các bạn phải thực sự tỏa sáng, thực sự lột xác và thực sự thành công, bởi vì bản lĩnh của các quý ông ngày hôm nay mới thể hiện rất rõ. Team Hà Anh nhạc nào cũng nhảy. Dù các bạn ở bất kể team nào thì các bạn cũng sẽ thể hiện những cái sắc màu rất riêng. Các bạn thí sinh lưu ý rằng cụm nào chiến thắng trong ngày hôm nay thì tất cả các thí sinh trong cụm đó sẽ được an toàn, bất kể là bạn thuộc team của huấn luyện viên nào. Thử thách lần này sẽ đòi hỏi tất cả các bạn thì trong cùng một cụm các bạn cũng phải cố gắng để hoàn thành tốt nhất cái thử thách này, bởi vì nó sẽ quyết định cái sự an toàn của các bạn trong tập này. Và bây giờ sẽ đến lúc các huấn luyện viên sẽ rút thăm để biết là mình sẽ huấn luyện cho cụm nào trong ngày hôm nay. Xin mời ba huấn luyện viên. Mời hai chị trước. Chiu 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 chiu. Chị Phong đi còn lại cái gì? Phải phải cho chị mượn nha chị Sát. Lại chờ, lại Phật, lại. Chị ơi, thí sinh nào chẳng như nhau, cần gì phải lấy chị? Thì tôi làm theo kiểu phong thủy của tôi rồi, tôi có một số rồi nha, tôi chưa biết số nào nha mọi người. Và con số chiều nay là... Team số 3. Wow. Xin mời huấn luyện viên Hương Giang tiến về vị trí của cụm mình ạ. Và tôi sẽ đi về vị trí của mình nha. Theo chân nha. Yeah. Và tất nhiên huấn luyện viên Hà Anh sẽ là cụm số 1 ạ. Come to me baby, come to me. Yeah. Cố lên nha các em. Dạ rồi. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Woo. 2, 3. Yeah. Đây là một cảm giác hoàn toàn mới nha mọi người. Các chàng trai này là những chàng trai hết sức dễ thương và gương mặt rất là sáng. Trộm vía, nhãn hàng bia Sài Gòn có vẻ cũng rất là hợp. Nên tôi cũng đang hồi hộp về cái phần huấn luyện của tôi cho các bạn team này nha. Chắc mọi người cũng phải đồng ý là những cái gương mặt rất là sáng giá của mỗi đội đúng không ạ? Là đều là những cái người mà đã thể hiện rất là tốt suốt từ cái tập đầu tiên. Với cái ngoại hình rất là sáng, Giang sẽ đặt lên các bạn những cái kỳ vọng lớn. Hãy lưu ý điều đó nhá. Đã có Giang ở đây rồi thì không có lo, ok? Yeah. Team của Hà Anh là team nice từ đầu. Nếu như mà các bạn mà không vào những đội khác thì rất thể Hà Anh sẽ chọn những cái người này khác vào team của Hà Anh. Mặc dù chúng ta chưa có cơ hội làm việc với nhau, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ có trải nghiệm này. Chào mừng các bạn. Tôi muốn mời hai nhân vật sau đây bước lên phía trước. Minh Kha và Phong. Hai bạn chiến thắng ở thử thách của G-Class. Bây giờ là đặc quyền của các bạn. Các bạn được quyền đổi số của mình với một thí sinh bất kỳ cùng team huấn luyện viên của mình. Sau khi các bạn đã biết vị trí của ban huấn luyện viên ở các cụm, các bạn có quyền không sử dụng quyền này. Em nghĩ là em sẽ không đổi vị trí. Vậy thì chúc mừng bạn trở về với cụm của Xuân Lan. Thank you. Em nghĩ là em sẽ phải đổi. Em đổi với bạn Thuận. Đó là những chàng trai quá tuyệt vời luôn. Vậy thì Minh Kha và Thuận sẽ phải đổi số với nhau. Đúng rồi, đổi số thứ tự thôi. Hai bạn rất là thông minh. Hai bạn hiểu rằng là thứ nhất ấy, hai bạn đang có một cái cơ hội được làm việc với một cái huấn luyện viên khác. Đây cũng là một cái cơ hội rất là hiếm có.
Thứ hai là hành động đó nó rất là lịch sự đối với cả huấn luyện viên mà đang đứng gần hai bạn đây. Các bạn đã rất là gentleman trong cái việc các bạn quay trở lại cái vị trí của các bạn được chọn đầu tiên. Cảm ơn hai bạn vì điều đó. Mỗi một cụm sẽ có tối đa là 30 phút để tập luyện và làm việc trực tiếp với đạo diễn. Cái hình thức quay viral clip của chúng ta là one shot, cho nên cứ mỗi một lần một thí sinh của cụm nào làm hư thì tất cả mọi người sẽ phải quay lại từ đầu. Và chính vì vậy chúng tôi cũng giới hạn số lượng cú máy tối đa mà một cụm được phép làm sai chính là 10 cú máy mà thôi. Wow. Chị Hà, anh cứ làm sai liên tục là em sẽ phải đợi 10 cú máy với 10 cú máy rồi mới đến lượt em. Dạ vâng. Và cũng như là nếu mà cụm 1 và cụm 2 đã làm tốt và cụm của Hương Giang làm sai thì cụm của Xuân Lan và Hà Anh phải làm lại từ đầu. Thì nó mới là teamwork. Nó mới là thử thách one shot chung. Thử thách này nó rất là hay ở một cái chuyện là không còn giới hạn và không còn khoảng cách ở các đội. Đội 1 phải liên kết với đội 2 và thí sinh đội 2 phải liên kết với đội 3. Nếu đội 1 gãy thì đội 2 cũng sẽ gãy và đội 3 cũng sẽ không thể hiện được. Thế nên các bạn phải hoàn thiện từ bên này rồi ở bên này. Nhưng cái tác phong của các bạn ở điểm nào thì tôi không biết là đạo diễn với lại cả giám khảo thì chấm như nào. Nhưng chúng ta sẽ hết mình. Ba đội đã trở thành một đội rồi. Chúng ta chỉ có một cú máy để trả cho cái viral shot thôi mà thôi. Và nếu như chúng ta không còn thắc mắc gì nữa thì xin mời tất cả các huấn luyện viên của chúng ta sẽ về vị trí cùng với thí sinh để có những cái buổi thảo luận và trao đổi đầu tiên ạ. Ok. Chúc các bạn thành công.